Với cái chiếc mặt nạ chống giọt bắn hình Iron Man này á, thì chúng ta có thể thay thế luôn kể cả việc đeo khẩu trang luôn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tour Review của mình. Hiện nay á, thì virus Covid đang hoành hành ở khắp mọi nơi và việc bảo vệ mình trước cộng đồng là một điều rất là quan trọng. Và ngày hôm nay á, thì mình có một cái giải pháp toàn diện có thể bảo vệ bản thân trước đại dịch Covid Corona. Đây là một cái giải pháp có thể thay thế cho các loại mặt nạ chống dịch, chống giọt bắn truyền thống mà hiện nay đang được bán rất là nhiều trên thị trường. Ở đây á, thì mình có một cái mẫu mà mình đã giới thiệu với các bạn trong một video trước. Nhưng hôm nay mình có một cái giải pháp toàn diện hơn nữa, đó chính là cái chiếc mặt nạ này. Với cái chiếc mặt nạ chống giọt bắn hình Iron Man này á, thì chúng ta có thể thay thế luôn kể cả việc đeo khẩu trang luôn. Đây chính là sản phẩm mặt nạ chống giọt bắn mới nhất của chúng ta, được đặt trong một chiếc hộp giấy đơn giản. Và bây giờ mình sẽ mở chiếc hộp này ra. Bên trong hộp á, thì chiếc mặt nạ lại được bảo vệ thì bằng một lớp niêm mạc mỏng chống chảy xước. Ok, và đây là chiếc mặt nạ mẫu mới nhất năm 2021. Nhân vật chính video ngày hôm nay. Cảm nhận đầu tiên á, theo mình thì nó được thiết kế rất là đẹp. Nhìn sơ qua thì nó giống như thiết kế của chiếc mặt nạ của siêu anh hùng Iron Man. Mặt kính thì trong suốt, bao phủ toàn bộ khuôn mặt của chúng ta. Hai bên mặt nạ được vác thẳng cách đều, tạo điểm nhấn cong theo mặt của chúng ta. Chúng ta có một lớp viền cao su dẻo mềm bao quanh kính, có thể tháo ra và lắp vào một cách dễ dàng. Từ phía trên mặt nạ với hai khớp gắn chặt vào viền cao su. Phần bên trái và phải của mặt nạ thì có hai khớp gai, chúng ta cũng dễ dàng tháo và lắp. Bên dưới mặt nạ là những lỗ thông hơi, không khí, thở của chúng ta, với những cái lỗ nhỏ tổ ong li ti. Ở phần lỗ thở này, nếu như các bạn kỹ tính có thể dán thêm một lớp khẩu trang N95 vào đây để tăng thêm cái độ bảo vệ khói bụi và virus chẳng hạn. Còn đây là một sợi thun đều sau đầu. Phần thun này có thể co giãn ra ngoài rất là tốt, mềm và im, giúp chúng ta không đau khi đeo mặt nạ. Ngoài ra chúng ta còn có một cái tăng đơ dùng để tăng giảm cái độ dày của dây thun, đeo cho phù hợp với từng cao độ của mình. Và đây chính là chỗ đặc biệt của chiếc mặt nạ này, đó chính là mặt kính được làm bằng nhựa dẻo rất mềm êm. Tuy trong suốt nhưng đàn hồi và bọc cong rất là tốt. Như các bạn có thể thấy, tay của mình có thể dễ dàng bóp cong kính này. Đây chính là điều đặc biệt mà chiếc mặt nạ này mang lại cho chúng ta: dẻo, che kính mặt, ron cao su êm mái và có thể thay thế việc đeo khẩu trang truyền thống. Với cái thiết kế của chiếc mặt nạ này á, thì nó rất là kính các bạn. Từ cái mặt kính của nó cũng được làm bằng nhựa dẻo, đến kể cả những cái ron cao su vừa giúp cho mình êm ái hơn khi đeo, đều được thiết kế rất là khít. Cho nên là việc chúng ta đeo cái chiếc mặt nạ này không cần thiết phải đeo một cái chiếc khẩu trang nữa. Ở bên dưới nó chúng ta có những cái lỗ thông hơi dùng để mà chúng ta thở. Thực sự giá thì khi đeo cái mặt nạ này á, nếu như chúng ta không đeo khẩu trang á, thì nó không có thể nào động lại cái hơi trên cái mặt nạ được. Những cái hơi nước nó không có động lại trên mặt kính của mình. Nếu như chúng ta không đeo khẩu trang, cái không khí nó sẽ thoát tới dưới cái lỗ này, thông gió này, cho nên chúng ta sẽ không có bị kính mà nó có cái hơi nước để mà chúng ta thấy được. Nhưng mà việc đeo khẩu trang thì như thế nào? Với việc đeo khẩu trang thì mình khuyên các bạn là nên có một cái miếng nhựa, miếng điểm lót khẩu trang này để giúp chúng ta dễ dàng thở hơn khi đeo lâu ngày. Và với cái giải pháp á, mà vừa đeo cái mặt nạ chống dịch mà vừa đeo khẩu trang này á, thì chúng ta tốt nhất nên có một cái miếng điểm lót khẩu trang này để giúp cho chúng ta dễ dàng thở hơn cũng như là tạo cái độ phồng. Việc đầu tiên là các bạn nên chỉnh làm sao cho nó có cái hở ở dưới, để cho cái không khí nó sẽ thoát ra ở phần bên dưới của khẩu trang. Như vậy á, thì khi chúng ta đeo cái mặt nạ chống dịch sẽ không bị hơi nước sẽ động lại ở trong cái màng kính của chúng ta. Như các bạn thấy nè, mình đeo cái mặt nạ rồi cái khẩu trang mình làm hở ở bên dưới, thì cái lúc đó cái không khí nó sẽ thoát ra cái phần ở bên dưới, thành thử ra cái hơi nước không động lại trên mặt kính của mình. Và nếu như chúng ta đeo cái khẩu trang không mà không có cái miếng lót thì sao? Cũng như vậy, các bạn chỉnh cái miếng này lại, cái khẩu trang, cho chúng ta thông hơi ở phần dưới, bằng cách thay vì cái gọng kim loại ở trên này, chúng ta sẽ lật ngược xuống, bóp và cho nó hở ra một miếng.
lúc đó cái luồng không khí thở của chúng ta nó sẽ thoát xuống phần dưới này. Đó, chúng ta chỉ cần đeo lại. Ok, vậy là chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái phần bên ngoài, cũng như là động lực cái hơi xương, giúp chúng ta dễ dàng quan sát và di chuyển trong lúc mà chúng ta có thể chạy xe. Với chiếc mặt nạ này thì chúng ta cũng có thể dễ dàng đeo chúng với một chiếc tai bảo hiểm khi lưu thông trên phố. Và bây giờ mình sẽ review một vòng với chiếc mặt nạ chống dịch Iron Man. Các bạn có thấy cái chiếc mặt nạ này như thế nào? Hãy để lại phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube Tour Review của mình để xem thêm những sản phẩm khác tốt hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.